Xin chị tôi Việt Nam. Chúng tôi bị suy nghĩ về Việt Nam. Phương Phi. Quý vị và các bạn thân mến, dĩ nhiên trong cuộc sống vẫn còn rất nhiều điều khoa học chưa chứng minh được. Chúng tôi cũng hy vọng quý vị và các bạn sẽ tiếp tục theo dõi chương trình được phát sóng định kỳ vào lúc 20 giờ thứ bảy hàng tuần trên HTV2P Channel. Chương trình của chúng tôi do EITV thực hiện, được tài trợ chính bởi nước tăng lực Cam Phát Cherry. Nước tăng lực Cam Phát, hương vị cherry mới luôn bất cập thành công của bạn. Và đơn vị đồng tài trợ Trung tâm Anh ngữ Ambassadors, tiếng Anh cho thế hệ trẻ nhất tương lai. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị với siêu trí tuệ Việt Nam. Trong tập tiếp theo, ai sẽ là những gương mặt cuối cùng của biệt đội siêu trí tuệ?